Trong thời gian 20 phút, hai mẹ con hãy bán hết số đậu phộng của đội mình để lấy tiền mua hai món quà tặng cho cô chú Mười, thay cho lời cảm ơn đã được ở lại nhà đêm qua. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định được 1 điểm. Lôi con rau đi, ai mua đậu phộng không? Con hỏi là có ai mua đậu phộng không? Thôi mà hỏi đi, mãi là người bán trước mà. Ai mua đậu phộng không? Anh ăn đậu phộng không anh? Ăn nha. Dạ. Con mời ông ăn đậu phộng. Ông mua ủng hộ cho mẹ con. Như một lon. Dạ, nói đi con. 100g là 3.500. 100g là 3.500. Cái đồng hồ đếm chi vậy? Cái này là cái cân đó luôn. Cái cân sao vậy? Nè, cái cân gì nè. Cái cân nó ở cho con cầm đi. Nè, con cầm đi, con cầm đi, con cân đi. Ông ăn bao nhiêu? 5.000. Đây rồi, để mẹ cân cho. Con muốn tự cân. Rồi, con cân đi, con cầm cái cân đi. Rồi, mẹ bỏ thêm nha. Được chưa? Dạ rồi. Dạ, 5.000 nè ông. Dạ. Con cảm ơn ông. Cảm ơn. Rồi, giỏi quá. Con hỏi cô ơi, cô mua đậu phộng không, mua không con? Dạ có. Có, mua giùm em bọc và nửa ký nha. Ký nhiêu? À, em bán 1 ký 40, nửa bọc này nửa ký 20. Hôm qua con đưa cho cô, đưa hai tay. Dạ, bọc nửa ký 20.000. Mua giùm con nha. Con vô bọc sẵn luôn, con cân đủ luôn đó cô. Dạ, 20.000. Dạ, con cảm ơn cô. Đậu dạ. Phộng này ngon không? Đậu phộng ngon không bà hỏi? Ngon. Con nói. Dạ ngon. Con cảm ơn cô. Mẹ Xuân Hiếu bán 1 ký 40.000 đồng, trong khi mẹ Ngọc Hương lại bán đúng giá quy định 35.000 đồng 1 ký. Lý do là sao đây? Giá bán mà chương trình đưa ra là 35.000. Nhưng mà nếu mà mình bán đúng giá thì nhiều khi là sợ cái số tiền mình thu về không đủ để mua quà cho ông bà.